Chào các em. Tiết học hôm nay là tiết bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng. Như vậy là đến đây thì em đã học một số nội dung gần như là đã sắp kết thúc của chương 1. Và đến với bài công suất điện, điện năng sử dụng thì ta thấy công thức cũng khá nhiều. Và cái tiết bài tập hôm nay vừa có sự kết hợp các công thức của định luật Ohm, đoạn mạch nối tiếp, biến trở và đặc biệt là một số công thức về công suất, về công dòng điện cũng như đơn vị. Cho nên nội dung của tiết bài tập ngày hôm nay cũng rất là quan trọng. Thì trong cái nội dung của bài tập hôm nay, em sẽ lần lượt gặp những cái sơ đồ mạch điện có biến trở, có đèn, có những cái thiết bị điện, ví dụ như là bóng đèn, mít điện, yêu cầu là ta tính điện năng hoặc là tính số đếm của công tơ, vân vân. Bài tập 1 ở trong sách giáo khoa. Khi mắc một bóng đèn và hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 341 mA. Ở câu A, tính điện trở và công suất của đèn. Câu B, bóng đèn này được sử dụng như trên trung bình 4 giờ trong một ngày. Tính điện năng mà bóng đèn này tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị joule. Từ đó suy ra được số đếm tương ứng của công tơ điện. Thì cái phần tóm tắt thì ta chú ý ở chỗ này, cường độ dòng điện người ta cho theo cái đơn vị là mili ampe thì em phải đổi ngay ra ampe. 1 mili ampe bằng 1/1000 ampe, tức là 0,001 ampe. Như vậy 341 mili ampe bằng 0,341 ampe. Thì thứ hai là mình có thể tóm tắt cái phần thời gian sử dụng trong một tháng. 4 giờ trong một ngày mà một tháng là 30 ngày. Như vậy thời gian sử dụng của bóng đèn này là 120 giờ. Tính điện năng tức là tính công của dòng điện. Như vậy ta là tính A. Và từ cái điện năng ta suy ra được số đếm tương ứng của công tơ điện. Thì ở câu A thì em dễ dàng em tính được điện trở của bóng đèn bằng công thức R bằng U trên I, xấp xỉ bằng 645 ohm. Công suất của đèn thì em đã học ba công thức tính công suất là P bằng UI, P bằng I bình R và P bằng U bình chia R, em phải thuộc. Và công thức dễ nhất trong ba công thức trên đó là công thức P bằng U nhân Y. Thì ở câu A này ta đã có U, có Y thì ta tính được công suất của bóng đèn bằng công thức P bằng U nhân Y thì xấp xỉ bằng 75W. Như vậy ở câu A này thì không có gì khó khăn lắm. Em chỉ cần áp dụng công thức tính điện trở và công thức tính công suất. Ở câu B, tính điện năng bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày, tức là tính công của dòng điện là tính A. Ở đây thì khi em chú ý thêm là số đếm, người ta hỏi số đếm tương ứng của công tơ điện. Như vậy liên quan đến số đếm thì liên quan đến cái đơn vị kilowatt giờ. Em đã học mỗi số đếm trên công tơ điện cho biết lượng điện năng đã được sử dụng là 1 kWh giờ. Như vậy, khi ta đi tính điện năng theo đơn vị kWh giờ, thì em phải đổi công suất đơn vị là watt ra kWh. Là bắt đầu ta đi tính. Điện năng tiêu thụ trong một tháng, A bằng T nhân T. Khi tính theo đơn vị kilowatt giờ thì chỉ có một công thức, đó là A bằng T nhân T.
Hai công thức về công của dòng điện kem ta học là A bằng T nhân T và A bằng UIT. Thì riêng cái công thức A bằng T nhân T thì ta chú ý là dùng công thức này để ta đi tính điện năng theo đơn vị kWh. Muốn tính theo đơn vị joule thì ta chỉ cần lấy 9 kWh ta nhân cho 36 nhân 10 mũ 5. Vì 1 kWh bằng 36 nhân 10 mũ 5 joule thì kết quả là 324 nhân 10 mũ 5 joule. Từ đó ta suy ra số đếm của công tơ điện N cũng chính là điện năng tiêu thụ N bằng 9. Trên đây thì có nhiều em thắc mắc là người ta kêu mình tính điện năng theo đơn vị joule. Thì tại sao thầy phải tính theo đơn vị kWh? Thì thầy đã nhắc trong cái bài học. Khi người ta hỏi mình số đếm của công tơ điện thì mình phải tính theo điện năng theo đơn vị kWh để từ đó mình suy ra số đếm. Ở đây thì có thể là kem tính điện năng theo đơn vị joule cũng được. Lúc đó nếu em dùng công thức A bằng T nhân T thì để nguyên đơn vị watt không đổi ra kilowatt. Thời gian là giờ, các em phải đổi ra giây. Như vậy 1 giờ bằng 3600 giây. Thì lúc đó em tính theo đơn vị joule. Nhưng mà khi em đi tính theo số đếm công tơ điện thì em lại đổi sang đơn vị kilowatt giờ. Như vậy mình sẽ tính đi tính lại, nó mất thời gian. Vì thế mình cứ tính theo đơn vị kilowatt giờ rồi mình đổi theo đơn vị joule. Đó. Hoặc là kem tính theo đơn vị joule thì A bằng T nhân T, tức là 75W kem để nguyên đơn vị không đổi ra kilowatt, giờ kem đổi ra giây thì kết quả vẫn ra là 324 nhân cho 10 mũ 5 joule. Như vậy ở bài này thì chỉ yêu cầu cơ bản các công thức mà mình đã học: công thức tính điện trở, công thức tính công suất và công thức tính công hoặc là tính điện năng. Sang bài tập 2, một đoạn mặt và một bóng đèn, trên bóng đèn có ghi 6V 4,5W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V. Điện trở của dây nối và mạch kế rất nhỏ. Câu A, đóng công tắc ca, bóng đèn sáng bình thường, tính số chỉ của mạch kế. Ở câu B, tính điện trở và công suất tiêu thụ của biến trở khi đó. Và câu C, tính công của dòng điện sinh ra ở biến trở và ở toàn đoạn mặt trong 10 phút. Thì phần tóm tắt. Thì khi các em tóm tắt về cái dụng cụ điện, nếu như bóng đèn ta ký hiệu là D, mở ngoặc ra ta ghi hai số ghi ra. Công dòng điện sinh ra biến trở trong 10 phút là thời gian, 10 phút min là phút, ký hiệu là phút, em đổi ra giây. Câu A, tính số chỉ của mấy ghế, tức là tính cường độ dòng điện qua đoạn mặt, cũng chính là cường độ dòng điện qua đèn. Câu B, tính điện trở của biến trở, ta gọi là RB, và công suất tiêu thụ của biến trở là PB. Câu C, tính công dòng điện, tức là tính A, công dòng điện sinh ra ở biến trở và ở toàn đoạn mặt trong 10 phút. Như vậy ta thấy các công thức về công suất, về công dòng điện hoặc là điện năng cũng được áp dụng cho một đoạn mặt, chứ không riêng gì chỉ áp dụng cho một cái thiết bị điện, dụng cụ điện. Nhắc lại, các công thức về công suất, về công dòng điện được áp dụng cho cả các dụng cụ điện, thiết bị điện và cho đoạn mặt. Trước hết câu A, đóng công tắc ca
đèn sáng bình thường, tìm cường độ dòng điện, coi loạn mạch. Thì ở cái bài tập về, trong cái bài học về công suất hoặc là những bài tập về biến trở, thì thầy đã giới thiệu về một số bài tập liên quan đến hoạt động của đèn, nhất là cái bài công suất vừa rồi. Thì ta phải chú ý ý nghĩa về hoạt động của đèn, các số nghi ở trên đèn, số vôn, số watt. Như vậy khi nào đèn sáng bình thường thì ta phải nhớ cái điều kiện. Người ta nói đèn sáng bình thường, như vậy muốn cho đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế sử dụng của đèn là U đèn phải bằng một cái U định mức là 6V. Các số ghi trên đèn đó là những cái giá trị định mức. Công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức 4,5W. Từ đây em sẽ tính được cường độ dòng điện qua đèn hay qua đoạn mạch bằng công thức P bằng U nhân I. Ta muốn tính công cường độ dòng điện qua đèn thì ta ký hiệu P đèn, PD đó, bằng U đèn nhân I đèn. Từ đó em tính được I đèn. Áp dụng cũng giống như từ luật Ohm. Cường độ dòng điện qua đèn bằng 0,75A. Câu B, tính điện trở của biến trở và công suất tiêu thụ của biến trở khi đó. Thì cách tính điện trở biến trở thì có một vài cách. Thì thầy giới thiệu về một cách này, thì lát nữa thầy nói thêm về cách thứ hai để tính điện trở của biến trở. Thì ta biết khi đèn sáng bình thường thì U đèn bằng 6V. Như vậy ta tính được hiệu điện thế ở hai đầu biến trở bằng cách áp dụng cho đoạn mạch mắc nối tiếp. U mạch bằng U đèn cộng cho U biến. Từ đó ta suy ra U biến bằng U trừ cho U đèn. U có rồi, U đèn là bằng 6V. Như vậy ta tính được U biến trở bằng 3V. Cường độ dòng điện qua biến trở cũng là cường độ dòng điện qua đèn, vì đây là đoạn mạch mắc nối tiếp bằng 0,5A. Có U biến trở, có I biến trở, ta tính được điện trở của biến trở để đèn sáng bình thường bằng cách áp dụng nguyên luật Ohm cho biến trở. R biến bằng U biến chia cho I biến, kết quả bằng 4 ohm. Trong câu này ta còn tính thêm công suất tiêu thụ của biến trở khi đó. Thì ta dựa vào công thức gì để ta tính? Ta đã có U biến, ta đã có I biến. Như vậy các công thức dễ áp dụng nhất là P bằng U nhân I. P biến bằng U biến nhân cho I biến. 2,25W. Câu C, tính công dòng điện sinh ra trên biến trở và trong toàn đoạn mạch trong 10 phút. Như vậy công dòng điện sinh ra trên biến trở là A biến. Thì ta đã vừa tính xong cái công suất tiêu thụ của biến trở, nên các em chọn công thức A bằng T nhân T là nhanh nhất. Cho nên thầy nói các em là phải thuộc công thức thì mình dễ áp dụng. A bằng P nhân T, A biến bằng P biến nhân cho T, thêm thay số phút đổi ra giây là 1350 joule. Rồi công dòng điện sinh ra trên toàn mạch. Ở đây thì mình không có tính công suất tiêu thụ của toàn mạch, thì mình lại chuyển sang công thức A mạch bằng U mạch, I mạch, T. Tại vì U có rồi, I có rồi, T có rồi, ta không cần phải đi tìm công suất tiêu thụ của toàn mạch. Đó. Như vậy riêng cái câu C này, ta dùng hai công thức tính công dòng điện khác nhau. Để tính điện trở của biến trở như thầy đã nói, thì cách thứ nhất là ta đi tính cái U biến, rồi em áp dụng biểu ohm để tính R biến. Thì cách thứ hai thì ta có thể tính R tương đương. Có U mạch là chính,
có y bằng 0,75 A, ta tính được R tương đương. Ta tính thêm điện trở của đèn bằng công thức U bình chia B và áp dụng công thức động mạch tối tiếp R miếm bằng R tương đương trừ cho R đèn, thì cách này cũng được. Như vậy ở bài này liên quan đến đoạn mạch mắc nối tiếp đèn và biến trở mắc nối tiếp, và các em vẫn áp dụng công thức công suất và công dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp, và cách áp dụng phương pháp cũng giống như là các em áp dụng nhiệt độ ôm, áp dụng cho điện trở nào, cho bóng đèn hay là cho biến trở thì ta phải nhớ thứ tự. Ví dụ công suất của biến trở là U biến trở, Y biến trở. Công suất của đèn là U đèn, Y đèn. Hoặc là công dòng điện sinh ra trên biến trở là A biến bằng P biến nhân cho T. Mà nếu công dòng điện sinh ra trên toàn mạch thì là A thì bằng P mạch nhân cho T. Hoặc là A bằng U, Y, T. Rồi, ta qua bài số 3. Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V, 100W và một bàn là, tức là bàn ủi, có ghi 220V, 1000W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bình thường. Ở câu A, vẽ sơ đồ mạch điện trong đó bàn là được ký hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của mạch điện này. Ở câu B, tính điện năng mà mạch điện này tiêu thụ trong một giờ theo đơn vị joule và đơn vị kWh. Thì cái bài tập số 3 này liên quan đến hoạt động của các thiết bị điện trong gia đình. Hai thiết bị này được mắc vào ổ lấy điện 220V. Như vậy, 220V chính là hiệu điện thế của đoạn mạch, hiệu điện thế của mạng điện gia đình. Và để cả hai hoạt động bình thường, ta tóm tắt trước. Đèn thì ta ký hiệu là D. Bàn là thì ta ký hiệu là RB. Hiệu điện thế của mạng điện hoặc là ổ lấy điện ký hiệu là U. Thời gian trong một giờ ta đổi ra giây. Câu A tính điện trở tương đương và câu B tính điện năng tiêu thụ. Thì câu A là vẽ sơ đồ mạch điện. Thì các em phải chú ý, hai thiết bị này cùng hoạt động bình thường. Như vậy, hiệu điện thế của bóng đèn phải bằng hiệu điện thế định mức bằng 220V. Hiệu điện thế của bàn là cũng phải bằng hiệu điện thế định mức bằng 220V. Và hiệu điện thế của đoạn mạch U cũng bằng 220V. Mà ta nhớ là trong đoạn mạch song song, hiệu điện thế của đoạn mạch bằng hiệu điện thế của mỗi điện trở. Đến đây thì ta đã biết được sơ đồ mạch điện này là gồm có đèn và bàn là được mắc song song với nhau. Này. Như vậy sau khi ta vẽ được sơ đồ thì ta sẽ tính điện trở tương đương của mạch điện này. Thì các em có thể tính điện trở tương đương theo cái cách mà mình đã học ở phần trước. Ví dụ như là ta phải tính điện trở của đèn, ta phải tính điện trở của bàn là, rồi sau đó áp dụng công thức điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song. Tuy nhiên trong cái bài này thầy sẽ cho em áp dụng thêm một cái phương pháp mới để tính điện trở tương đương. Nha. Vậy ta cứ đi vào cái, ta cứ tính điện trở tương đương theo cái cách cũ trước đi. Trước hết thì ta tính, ta phải ghi cái điều kiện ra. Vì U bằng U định mức bằng 220V nên công suất tiêu thụ của đèn bằng 100W, công suất tiêu thụ của bàn là bằng 1000W, tức là đúng bằng công suất định mức. Cường độ dòng điện qua đèn và bếp T
Tại vì ta đã có P và ta có U, như vậy ta tính được Y đèn bằng P đèn chia U đèn. Kết quả nó lẻ thì em để phân số 5 phần 11 A. Cường độ dòng điện có bằng là bằng PR chia cho UR bằng 50 phần 11 A. Như vậy ta sẽ tính điện trở tương đương theo cái cách này, tức là tính cường độ dòng điện qua các mặt rẽ. Từ đó ta sẽ tính được cường độ dòng điện qua mặt chính. Qua mặt chính thì đối với đầu mặt song song, cường độ mặt chính thì bằng tổng cường độ dòng điện qua các mặt rẽ. Như vậy Y bằng Y đèn cộng cho IR. Thì ta để phân số thì khi em cộng lại nó sẽ ra chẵn là 5 A. Có Y mặt chính, có U mặt thì ta có thể tính được điện trở tương đương áp dụng cho toàn mặt. Ta dùng được ôm để áp dụng cho toàn mặt, tính được R tương đương U mặt chia cho Y mặt bằng 44 ohm. Hoặc là em có thể tính điện trở của đèn bằng công thức U bình chia V. Tính điện trở của bàn là bằng công thức U bình trên V, rồi áp dụng công thức điện trở tương đương đầu mặt song song bằng tức chia cho tổng thì cũng ra kết quả này. Nhưng trong quá trình tính, ví dụ như là tính R đèn hay là tính R của bàn là, nếu số lẻ các em cứ để phân số thì cuối cùng nó mới ra chẵn được là 44 ohm. Câu B. Bây giờ ta tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 1 giờ. Đoạn mạch này là đoạn mạch gồm đèn và bàn là mạch song song. Như vậy A bằng U mạch nhân Y mạch nhân T. Em nhớ dựa vào cái câu hỏi để mình sử dụng công thức cho nó hợp lý. Người ta không nói mình tính điện năng tiêu thụ của bàn là, không tính điện năng tiêu thụ của bàn nổi, mà tính điện năng tiêu thụ của toàn mặt. Đó. Như vậy ba cái đó khác nhau. Của toàn mặt, của đoạn mặt thì phải đúng, cái công thức, đúng thứ tự A mặt bằng U mặt Y mặt nhân T. Còn nếu mà A của bàn là, tức là AR bằng UR nhân IR nhân T. Em thay số. U là 220V, Y bằng 5A, T bằng 3600. Kết quả là 3.960.000 joule. Ta đang tính theo đơn vị là joule, cho nên là ta dùng công thức A bằng UIT. Và nếu tính theo đơn vị kWh thì ta đổi ngược lại, 1 kWh bằng 36 × 15 joule, thì 1 joule sẽ bằng bao nhiêu? Ta lấy 3.960.000 chia cho 36 × 10^5 thì nó thành kWh. Được chưa nào? Để tìm R tương đương thì ta có thể áp dụng cái cách này để cho phép em sử dụng. P mặt bằng P đèn cộng cho PR. Với điều kiện là hai thiết bị này phải hoạt động bình thường thì mình mới sử dụng được cái công suất định mức ở trên mỗi dụng cụ. Ví dụ P mặt bằng P đèn đây là 100, P bằng là 1000, như vậy là P mặt bằng 1100W. R mặt là R tương đương sẽ bằng U bình trên P mặt bằng 220 chia cho 1100 bằng 44 ohm. À, như vậy cách tính này thì nó sẽ rút gọn các bước hơn là cái cách tính thông thường. Để tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch theo đơn vị joule thì các em cũng có thể tính theo đơn vị kWh trước rồi các em đổi ra joule cũng được. Mà nếu tính theo đơn vị kWh thì em phải dùng công thức A bằng P mặt nhân cho T. À, thì ta có thể dùng cái phương pháp này. Thì P mặt là bằng 1100W. Thì em đổi ra kW là 1,1 kWh.
Như vậy điện năng sẽ bằng A bằng T nhân T. T là 1,1. T là 1 giờ. Như vậy điện năng sẽ bằng 1,1 kWh. Và kết quả này cũng giống như là mình tính theo công thức A bằng UIT. Thì ta chú ý cách này. Cách này là nó nhanh và các em được sử dụng. Như vậy ở bài tập 3 thì ta làm quen với cái bài tập về mặt điện có các thiết bị điện và liên quan đến hoạt động bình thường của các thiết bị, liên quan đến các số ghi trên những thiết bị. Thì ngoài những công thức ở bài công suất điện năng thì ta vẫn có thể áp dụng các công thức ở những kiến thức trước, ví dụ như là đoạn mạch song song, công thức bình luận ôm, công thức tính điện trở tương đương, vân vân. Thì đây là ba bài tập ở trong sách giáo khoa. Thì trong cái tiết bài tập này thầy cũng chia sẻ cho các em thêm một hai bài nữa để các em làm quen với nhiều dạng mặt điện khác nhau. Qua bài tập 4. Giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế không đổi 12V, mắc điện trở R1 bằng 15V nối tiếp với điện trở R2. Câu A cho biết hiệu điện thế hai đầu R2 đo được 8,4V, tính điện trở R2. Thì cái câu A này thì em thấy nó rất là quen. Khi em làm bài tập về đoạn mạch mắc nối tiếp thì cái câu A như thế này thì không có gì khó lắm. Ở câu B, một bóng đèn loại 6V 2,4W có sáng bình thường không khi thay R1 bằng bóng đèn hoặc là khi thay R2 bằng bóng đèn. Như vậy lần lượt người ta thay điện trở R1, R2 bằng bóng đèn vào cái đoạn mạch này thì người ta hỏi mình đèn có sáng bình thường không. Chúng ta xem cái phần tóm tắt. Ở câu A là tính R2. Ở câu B, muốn biết đèn sáng bình thường hay không thì ta tính hiệu điện thế của đèn trong cái đoạn mạch. Rồi các em sẽ so sánh cái U đèn với cái U định mức ghi trên đèn. Thì ở câu A, tính R2, thì câu này thì ta đã biết nhiều rồi. Đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp. Như vậy, đề bài người ta cho biết U2, người ta cho biết U thì ta tính được hiệu điện thế hai đầu R1. U1 bằng U trừ cho U2 bằng 3,6V. Đến đây thì ta có thể tính theo cái cách thông thường là áp dụng bình luận ôm, ta tính cường độ dòng điện, vân vân. Riêng cái câu này thì thầy ôn lại cho các em cách sử dụng cái công thức hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì tỷ lệ thuận với điện trở đó. Vì ta đã có U1, có U2, có R1 thì nếu ta áp dụng công thức đó thì ta tính thẳng luôn giá trị điện trở R2, không cần phải tìm cường độ dòng điện qua đoạn mạch. U2 trên U1 bằng R2 trên R1, từ đó ta suy ra R2. Kết quả bằng 35 ohm. Hoặc là ta có thể tính I1, tại vì em đã có được hiệu điện thế hai đầu R1 bằng 3,6V, có điện trở R1 là 15 ohm, ta tính I1. Và I1 bằng I2, áp dụng bình luận ohm cho điện trở R2, R2 bằng U2 trên I2, kết quả cũng ra 35 ohm. Ở câu B thì thầy vẽ ba cái sơ đồ để cho các em dễ hình dung. Ban đầu là R1 và R2 mắc nối tiếp. Sơ đồ thứ hai là người ta thay R1 bởi bóng đèn. Đèn có sáng bình thường không? Sơ đồ thứ ba, thay R2 bởi bóng đèn và đèn có sáng bình thường không? Thì ta nhìn cái sơ đồ thứ hai.
Muốn biết đèn sáng bình thường hay không thì ta đi tính hiệu điện thế sử dụng của đèn. Mà muốn tính hiệu điện thế của đèn thì trước hết thì ta phải nhớ được cách mắc thay R1 bởi đèn, tức là thay thế. Vậy đoạn mạch này gồm đèn mắc nối tiếp với R2. Ta tính điện trở của đèn dựa vào hai số ghi R đèn bằng U bình định mức chia cho P định mức 6 bình phương chia cho 2,4. Kết quả R đèn bằng 15 ohm. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch này. R tương đương bằng R2 cộng cho R đèn bằng 50 ohm. Cường độ dòng điện qua đèn hoặc qua đoạn mạch Y bằng Y đèn bằng U chia cho R tương đương bằng 0,24 A. Và cuối cùng ta tính được hiệu điện thế của đèn U đèn bằng Y đèn nhân Y R đèn, kết quả bằng 3,6 V. Như vậy, bằng các công thức mình đã học, em đã tính được hiệu điện thế sử dụng của đèn. Đến đây, ta muốn biết đèn sáng bình thường không? Thì em so sánh hiệu điện thế của đèn với hiệu điện thế định mức ghi trên đèn. Và rõ ràng ta thấy rằng U đèn nhỏ hơn U định mức. Muốn đèn sáng bình thường thì hiệu thế của đèn phải bằng 6 V. Nhưng thực tế, hiệu điện thế của đèn chỉ bằng 3,6 V. Và ta kết luận đèn sáng yếu. Ở câu B có hai câu. Trường hợp thứ nhất là mình đã thay đèn bởi điện trở R1. Cuối cùng, nếu ta thay đèn bởi điện trở R2 thì cách làm cũng tương tự như khi thay R1 bằng đèn. Ta không cần phải tính lại R đèn vì cái điện trở của đèn này ta đã tính ngay từ đầu rồi. Như vậy ta chỉ cần đi tính điện trở tương đương của đoạn mạch, không cần tính lại. Thì lúc này R tương đương sẽ bằng R1 cộng cho R đèn. R1 bằng 15 ohm, như vậy R tương đương bằng 30 ohm. Rồi ta cũng tính cường độ dòng điện qua đèn bằng điện lực ohm. U chia cho R tương đương bằng 0,4 A. Hiệu điện thế của đèn, U đèn bằng Y đèn nhân R đèn. Bây giờ U đèn bằng 6 V. Như vậy, hiệu điện thế của đèn lúc này nó khác so với câu trước. Và hiệu điện thế của đèn bây giờ đúng bằng hiệu điện thế định mức. Và ta kết luận đèn sáng bình thường. Trong qua bài tập số 5. Đây là một cái bài tập cũng có kiến thức thực tế ở trong đó. Có hai dụng cụ điện, bếp điện 220V 1800W và nồi cơm điện là 220V 600W mắc song song vào ổ điện của mạng điện gia đình 220V. Ổ điện này được nối với một cái ngách điện tự động, người ta gọi là cái CB. Thì cái vai trò của CB này là nó bảo vệ mặt điện. Ở nhà mình cũng sử dụng cái CB, hoặc ở trong lớp học của mình là người ta cũng thường dùng cái CB. Khi mà dòng điện chạy qua một cái mặt điện có cường độ tăng lớn thì cái CB này nó sẽ ngắt để nó bảo vệ các thiết bị điện. Và mỗi CB nó có cường độ dòng điện định mức khác nhau. Có loại 6 A, có loại 10 A, 15 A, 20 A và 30 A. Như vậy nếu ta mắc hai dụng cụ điện này vào ổ điện 220V thì ta nên dùng CB loại nào? Ở câu B, cho biết thời gian sử dụng mỗi ngày của bếp là 2,5 giờ.
của nồi cơm điện là 1 giờ. Giá tiền điện năng trung bình phải trả cho 1 kWh điện là 1.600 đồng. Hãy tính tiền điện phải trả cho hai dụng cụ này trong một tháng. Thì các em thấy là hàng tháng gia đình mình nhận được cái hóa đơn tính tiền điện. Dựa vào đâu mà người ta quy ra được cái số tiền? Thì thông qua cái bài toán này, thông qua cái cô B, các em hình dung được cách tính. Tóm tắt. Bếp điện ký hiệu là RB. Nồi cơm điện ta ký hiệu là RN. Mạng điện gia đình 220V, đó là U bằng 220V. Cường độ định mức của các CB, các quả CB. Và muốn biết sử dụng loại CB nào thì ta phải hiểu là CB này được mắc ở đâu. Ổ điện được nối với một cái ngách điện tự động, tức là cái CB đấy. Tức là cái CB này nó phải nằm ở mặt chính của cái đoạn mặt song song. Như vậy muốn trả lời câu A thì ta phải tính được cái Y mặt chính, rồi ta mới so sánh để ta chọn cái loại CB nào nó phù hợp, nó bảo đảm được. Trước hết thì ta phải có cái nhận xét, vì U bằng U định mức bằng 220V nên bếp và nồi cơm điện mắc song song vào điện thế 220V và chúng hoạt động bình thường. Cái câu này rất là quan trọng. Tại vì khi nào mà các thiết bị hoạt động bình thường thì ta mới được sử dụng công suất tiêu thụ của các thiết bị đó là công suất định mức. Để từ đó ta tính được cường độ dòng điện qua mỗi thiết bị. Như vậy ta tính được cường độ dòng điện qua bếp và nồi cơm điện. Y bếp bằng P bếp chia U bếp, xấp xỉ 8,18 ampere, thì lấy 2 số thập phân. Cường độ dòng điện qua nồi cơm điện VN PN chia cho UN 600W chia cho 220, kết quả là 2,72 ampere, xấp xỉ nha. Như vậy cường độ dòng điện qua mạch chính, tức là qua cái CB, Y bằng IB cộng IN, 8,18 cộng 2,72, kết quả là 10,9 ampere. Như vậy cường độ dòng điện qua mạch chính để đảm bảo cho hai thiết bị này hoạt động bình thường là 10,9 ampere. Và các em thấy trong các loại CB 6, 10, 15, 20, 30 ampere thì ta phải chọn cái CB sao cho cái cường độ định mức lớn hơn cái cường độ dòng điện thực tế khi nó hoạt động bình thường, nhưng mà không được lớn hơn nhiều quá. Vì nếu mà lớn hơn nhiều quá thì CB không đảm bảo được, bảo vệ được mạch điện. Như vậy ta thấy Y mạch chính là 10,9 ampere thì các em nên chọn loại CB 15 ampere là phù hợp nhất. 10 ampere thì không được, tại vì nếu là 10 ampere thì cái CB này nó ngắt, trong khi là những thiết bị này nó không có sự cố gì về cường độ dòng điện nha. Cho nên ta không chọn 10 ampere, vì khi mà ta đóng cái CB thì tự động nó ngắt luôn, nó quá cái cường độ thực tế nó lớn hơn cái 10 ampere thì nó tự động nó ngắt, thì ta chọn 15 ampere. Nhưng mà ta không nên chọn 20 ampere vì nó chênh lệch nhiều, và khi đó nếu có sự cố, nếu cường độ dòng điện qua đoạn mạch này nó tăng lên thì cái CB không ngắt, không ngắt thì hai thiết bị đó sẽ bị hư. Bây giờ ta tính tiền điện tính như thế nào thì các em chú ý về cái cách tính. Người ta cho biết là 1 kWh là 1.600 đồng. 1 kWh, như vậy muốn tính tiền điện ta phải đi tính số kWh.
mà số kWh tức là đi tính điện năng tiêu thụ. Thì ở đây bếp điện và nồi cơm điện sử dụng thời gian khác nhau, cho nên ta phải tính riêng nha, điện năng tiêu thụ của bếp và nồi cơm điện trong một tháng ta phải tính riêng. P bếp bằng 1800W, đổi tính theo đơn vị kWh thì em phải đổi về kWh. P của nồi cơm điện em cũng phải đổi ra kWh. A bếp bằng P bếp nhân cho T bếp. T bếp là thời gian bếp sử dụng. 1,8 nhân cho trong một tháng thì ta lấy 2,5 là thời gian sử dụng bếp trong một ngày, ta nhân cho 30 thì kết quả là 135 kWh. Tương tự, điện năng tiêu thụ của nồi cơm điện trong một tháng 0,6 nhân 1 nhân cho 30, thời gian sử dụng nồi cơm điện là mỗi ngày là 1 giờ, như vậy kết quả là 18 kWh. Một tháng phải trả bao nhiêu tiền điện cho hai loại thiết bị này? Như vậy ta tính được điện năng tiêu thụ của toàn mặt trong một tháng. A sẽ bằng A bếp cộng cho A của nồi cơm điện. Kết quả bằng 153 kWh. Biết rằng 1 kWh là 1.600 đồng. Mà điện năng tiêu thụ là 153 kWh. Như vậy số tiền điện phải trả là ký hiệu là T, bằng 153 nhân cho 1.600, và số tiền phải trả là 244.800 đồng. Đó, thì đây thì cái câu B này nó cũng có cái tính chất thực tế, nó liên quan đến cái hoạt động của các thiết bị điện ở trong nhà mình. Trong nhà mình mà tiêu thụ điện năng càng nhiều, tức là số kWh mà càng lớn thì số tiền điện phải trả cũng càng nhiều. Cho nên là bản thân các em cũng nên biết cách tiết kiệm điện năng, tiết kiệm điện năng để mà giảm số tiền. Thì qua đây một số bài tập, 3 bài tập ở trong sách giáo khoa và 2 bài tập thầy cho thêm để các em luyện tập thêm về cái công suất, về cách tính điện năng, cách tính công dòng điện. Và trong cái buổi học này, sau khi mà các em học xong bài này thì ta sẽ làm cái bài tập trắc nghiệm khoảng 10 câu thì liên quan đến các công thức, những cái câu tính đơn giản. Và sau khi học xong cái tiết bài tập hôm nay, các em chỉ còn một bài, đó là bài định luật Zuhlenser. Rồi ta có tiếp bài tập, rồi sau đó là các em sẽ ôn tập chương 1, tổng kết chương 1. Và tuần 13 là ta sẽ kiểm tra giữa kỳ môn vật lý. Trước khi theo ôn tập thì thầy sẽ cho các em một cái bảng công thức của chương 1. Tại vì khi học đến đây, đến cái bài này thì các em thấy công thức nó khá nhiều mà mình lại không có một cái sơ đồ công thức thì các em rất là khó học. Và như vậy thông qua cái tổng kết chương thì một phần nào đó thì sẽ giúp cho mấy em nhớ lại các công thức để ta thực hiện tốt cho cái bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Tiết học bên đây là kết thúc. Chào các em.